Sống thì phải có sự trải nghiệm. Ông phải trải nghiệm được tư bản, ông phải trải nghiệm ở theo chủ nghĩa, thì khi đó ông mới có cái sự so sánh. Tức là phải làm sao? Phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Các bạn nhớ rằng tư bản ấy, nó sinh ra trước chúng ta mấy trăm năm, cho nên cái đầu của nó cũng hơn chúng ta mấy trăm năm. Tôi nói ví dụ nhé, anh em nào làm hàng xuất khẩu châu Âu rồi đấy thì sẽ biết là ở châu Âu ấy, nó yêu cầu các cái công ty ở của các cái nơi sản xuất hàng nhập vào nó đấy, ngoài cái tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng ra, nó yêu cầu là chế độ dành cho công nhân phải cái này phải cái kia. Mày mà không đáp ứng đủ chế độ tao không nhập hàng của mày cơ. Bởi vì đấy là gì? Đấy là nhân quyền. Nhưng mà nhân quyền con mẹ gì? Nó bắt mày phải trả lương cho công nhân cao hơn, mày phải bắt đưa công nhân đi du lịch nhiều đi để làm gì? Để tăng cái giá lên, để giảm cái sự cạnh tranh. Đối với các công ty của châu Âu sản xuất cùng một mặt hàng hóa, chứ có phải là nó vì nhân quyền nhân cùng gì đâu. Nhưng mà nó luôn luôn biết những cái điều, những cái mánh khóe của nó, những cái lợi ích của nó bằng những lời nói cực kỳ mỹ miều. Cái này là cái chúng ta phải hiểu. Châu Âu nó tuyệt vời. Tư bản nó cao giá hơn ta rất nhiều. Những cái mà chúng ta biết ấy là những cái nó đã cho biết, chứ còn không phải là chúng ta tự phát minh ra đâu. Nó biết là mấy cái thằng ở châu Á này làm mà bắt đầu giảm lương công nhân giá rẻ này, nó biết mấy thằng châu Á này này mà hay có cái kiểu buôn bán làm sao để tạo ra cạnh tranh một cách công bằng này. Vậy cho nên nó ép là mày sản xuất hàng vào ở thị trường của tao đấy, ngoài chất lượng ra này, tao bắt mày phải phục vụ tốt cái quyền lợi cho công nhân. Ui, nó lấy lòng công nhân chưa, ngon chưa, chuẩn chưa? Ồ, đây là giá trị nhân quyền của châu Âu. Giá trị mẹ gì? Mày làm như thế, mày trả lương cho công nhân cao hơn này, mày thưởng cao hơn này, mày cho công nhân đi du lịch này. Đấy, để làm gì? Để mày tăng giá thành lên. Tăng giá thành lên rồi thì tao không sợ mày cạnh tranh bẩn nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi. Châu nó khéo, tư bản nó giỏi. Ta còn phải học hỏi họ rất nhiều. Đừng có suốt ngày chửi Mỹ mới để châu Âu mới để Hàn Quốc, Nhật Bản. Mẹ chúng nó đi trước mình cả trăm năm. Mình bây giờ còn học mướt mừng mượt. Mà bây giờ chúng ta ngồi chúng ta chửi họ là không được. Còn nhiều cái phải học hỏi. Chưa chế độ là tham nhũng như xã hội chủ nghĩa. Bởi vì mày ngoài biết cái xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mày có biết cái chỗ mẹ nào đấy đâu. Có đọc được báo Hàn không? Có đọc được báo Mỹ không? Có đọc được báo của Thái Lan không? Thì làm sao mày biết được ở bên đấy nó có tham nhũng hay không? Tất cả những thằng mà bảo là cộng sản xấu, tất cả những thằng sao bảo xã hội chủ nghĩa xấu là bởi vì chúng nó đều đang sống nó đúng là xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn chúng nó có biết gì về ở nước ngoài đâu? Thì nó chả thấy xấu. Yêu sang đến nước ngoài rồi mới biết được xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam tốt đẹp như thế này. Sống thì phải có sự trải nghiệm. Ông phải trải nghiệm được tư bản, ông phải trải nghiệm ở xã hội chủ nghĩa, thì khi đó ông mới có cái sự so sánh. Tức là phải làm sao? Phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Chứ còn nếu như không có kiến thức, không có kinh nghiệm và trải nghiệm, các bạn nói ra người ta chỉ cười cho các bạn, không ai người ta nghe lời các bạn. Ví dụ như tôi cũng may mắn là tôi sống ở xã hội chủ nghĩa này, tôi cũng sống ở tư bản này, tôi có sự trải nghiệm, từ đó tôi có thể đưa ra được sự so sánh. Cho nên là tôi mới có cái mà tôi có là gì? Kinh nghiệm, kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm ở sự tư bản. Năm nay tôi 42 tuổi, 42 lên 43. 15 năm tôi sống ở bên này. 15 năm bé chưa nhận thức. Và 15 năm sống tại Việt Nam. Tương đương nhau. Nên là những cái mà tôi phân tích ra cho các bạn, đấy là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm.